Vậy là các bạn có cái niệm lời từ bờ giúp để tinh thần gọi là lan tỏa trong tất cả các bệnh cơ thể, đại bộ phận người dân, rồi lan tỏa trong các tuyến giao qua. Người dân phần lớn người ta đến tâm thần bởi các cái triệu chứng thực thể, chứ không phải đến tâm thần bởi các triệu chứng chức năng. Thế do vậy là người ta đi khám và điều trị nhầm rất là nhiều, tốn rất nhiều tiền bạc, mất rất nhiều thời gian. Cứ chạy đến các chuyên khoa khác, tôi lấy ví dụ chẳng hạn một trường hợp bệnh nhân bị hồi hộp chứng ngực, tim đập nhanh, hay vã mồ hôi, cơn có bị cơn đỏ bùng mặt chẳng hạn, thì cứ chạy đến chuyên khoa tim mạch, khám tim mạch chán chê vào làm điều trị tim mạch, thì khi tim mạch điều trị không được, mời ông tâm thần sang hội chẩn, vì bọn nó hay hiểu là không được thì nó lại gọi cái thằng chẳng đúng lấy gì là gọi đến mỗi một tâm thần, mỗi tâm thần gọi đến tâm thần thì phát hiện ra hóa ra là của tâm thần. Đưa điều trị thì ổn định, còn điều trị mãi có nghĩa các bạn không thể tưởng tượng được, có những cái bệnh nhân nó như ví dụ như tôi điều trị một bệnh nhân chạy 28 năm mà không dám vào tâm thần thì tôi cứ sợ là tôi bị điên. 28 năm đến khi vào tâm thần rồi điều trị rồi mới bảo là 28 năm rồi thì tôi mới có cảm giác thế nào là thoải mái cho người, suốt ngày đau mỏi mình phải đau khó chịu được con người, nhưng mà đến lúc ông gặp mình thì là ông 73 tuổi rồi. Gần đất xa trời mất chịu hết, mất hết 28 năm gọi là chạy lang thang ở các cái bệnh viện. Vì sao? Vì đến bây giờ nói thật các bạn là đại bộ phận người dân người ta cũng kỳ thị tâm thần, người ta vẫn nghĩ tâm thần là một cái gì đấy là kinh khủng lắm, vào thì chỉ sợ bệnh nhân đuổi đánh đấy, cứ nghĩ như thế. Cho nên là khi mà chúng tôi đi nhận bệnh nhân về, bao giờ chúng tôi cũng phải làm công tác tư tưởng là gì, bác vào đây là chuyên khoa tâm thần, yên tâm là không bị bệnh nhân đuổi đánh. Đồng ý thì vào, không đồng ý thì thôi. Thế tâm thần nó lại như thế cơ. Thế là người ta vẫn kỳ thị mà. Ví dụ như là người dân, người ta chỉ cần đi khám ở tâm thần cái là về bắt đầu xì xào và bà kia bị tâm thần. Về quê bắt đầu xì xào và bà là tâm thần. Nhưng người dân thì cũng không hiểu. Thế cho nên khi các bạn đi học ở đây ấy, cái mục tiêu của môn và đến khi tôi làm cái mục tiêu ở trong đấy thì chúng tôi chỉ cần là gì, các bạn hiểu biết được tâm thần, chứ đừng có nói mong muốn là các bạn điều trị được tâm thần. Điều trị tâm thần thì còn lâu, cần các bạn hiểu biết được thế nào là tâm thần, chẩn đoán được gọi là sơ sơ, chuyển đi đúng chỗ là được, đúng chuyển nhầm. Còn tâm thần thì cũng bác được thần kinh, rất nhiều trường hợp ví dụ là cảm họng nha, tôi điều trị rất nhiều trường hợp cứ bốc vào tay mới học điều trị chán, đến khi bệnh nhân nó hết sạch tiền rồi chẳng còn cái gì nữa thì bắt đầu nó chán quá, nó thử sang tâm thần cái xem thế nào, sang tâm thần lại điều trị được đấy, nó lại kiểu như thế rất nhiều đấy. Và khi các bạn học xong tâm thần thì các bạn sẽ thấy là có khi là người nhà mình hoặc là mình có khi cũng bị tâm thần cũng làm chẳng biết đấy, tâm thần nó là từ rất là chung rộng. Thế thì cái bài hôm nay tôi chỉ được phép nói ở trong giới hạn là dưới là tâm thần trực tổ thôi, nhưng mà tôi sẽ khái quát một chút là tâm thần nó có ba cái mảng lớn. Cái mảng thứ nhất là mảng về nội sinh, các ông qua thời gian nói rồi. Mảng thứ hai là mảng về ngoại sinh chính là cái mảng tâm thần trực tổ này. Mảng thứ nhất là mảng nội sinh tức là tự nhiên trong cơ thể nó sinh ra tất cả những bệnh nhân mà các bạn sẽ thấy là gì, bệnh nhân kích động đập phá rồi rối loạn về tư duy, rối loạn về cảm giác trí giác, hoặc là như các bạn nhìn thấy những bệnh nhân đi lang thang ngoài đường, nhặt đá ăn bẩn đấy, hay nhặt lá trên đám bơ đấy kiểu đấy. Thế thì cái bệnh nhân đấy là bệnh nhân thuộc cái chương nội sinh, thuộc cái mảng nội sinh. Mảng nội sinh như là gì, nó có thể nó có những cái tổn thương vi thể ở trên não, hoặc là có những cái teo, hoặc có những cái vấn đề bất thường, tổn thương cấu trúc bất thường ấy, hoặc là những cái nó có trong thời kỳ bẩm sinh nhưng không phải mắc phải bẩm sinh, thì đẻ ra nó như thế, rồi đến một thời kỳ nào đấy thì nó bắt đầu bùng phát ra thì nó gây các cái rối loạn tâm thần. Mà chủ yếu là các rối loạn tâm thần của nó là gì, rối loạn về cảm xúc thì trong cảm xúc ví dụ có hưng cảm, trầm cảm, thì có ông thì suốt ngày vui vẻ làm sao nhiều đời cả ngày, có ông suốt ngày buồn chán cả ngày, đấy là rối loạn cảm xúc. Hoặc là ví dụ có những ông gọi là suốt ngày cầm súng đi bắn nhau thì thì đấy là mảng về nội sinh.
cái mảng thứ hai là mảng về ngoại sinh, như là những cái rối loạn trong phần tử tổ này này. Ngoại sinh như là bên ngoài cơ thể tác động vào, đúng không? Bên ngoài cơ thể tác động vào hoặc bên trong cơ thể bị ra, ví dụ như là tôi bị ví dụ bệnh nhân bị viêm não màng não, hoặc bệnh nhân bị u, bệnh nhân bị đa chấn thương, một loạt những cái khác. Yeah. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ trao đổi về cái này. Ở đây là đấy là mảng ngoại sinh. Cái mảng ngoại sinh này thì giải quyết cái vấn đề bên giải quyết cái vấn đề về ngoại sinh thì tự khắc cái vấn đề về tâm thần cũng hết. Yeah. Ví dụ bệnh nhân bị đa chấn thương chẳng hạn, nó cũng xuất hiện loạn thần thì giải quyết cái vấn đề chấn thương xong thì tự khắc cái rối loạn tâm thần cũng hết. Và cái mảng thứ ba mà đến bây giờ người ta phần lớn người ta nói đến và đại bộ phận người dân người ta mắc là gì, mảng này chính là mảng tâm căn, các rối loạn liên quan đến stress chính là cái mảng này. Chơi chứng khoán hay nhảy lầu, bao nhiêu trường hợp tự sát, những trường hợp mà lo lắng căng thẳng yêu không được bị bỏ đấy, tâm cảm quá mức nên thì điên cùng cùng. Người ta đi lên cùng cùng cái giai đoạn đấy là giai đoạn người ta sau này đấy người ta sẽ cân bằng được nhá. Rất nhiều cái đời là về khổ mà, đúng không? Đấy, bây giờ cái mảng đấy là mảng về tâm căn, mảng tâm căn và đại phận mình người dân bị mắc ở các mức độ khác nhau nhá. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn đây, ví dụ sinh viên này, như này ghét một đứa nhưng mà đến cứ bị ngồi cạnh những đứa đấy là ức chế rồi. Cái ức chế đấy chính là cái ức chế lâu ngày là tâm thần, thấy chưa? Nhìn mặt ngứa, ngứa mắt, đến từ ra ngứa mắt, ngứa mắt đấy cũng là tâm thần. Không có chỗ luôn bây giờ. Ngứa mắt. Thế không? Thế sao mà trong Nghệ An có trường hợp ở công viên hai người dân người ta đi qua tự nhiên ngứa mắt còn ra còn đâm chết luôn. Ngứa mắt đấy là gì? Đấy là tâm thần gì nữa? Ngứa mắt đấy là tâm thần. Đâm cầm dao đâm chết luôn. Nghe không? Thì để các bạn thấy là đấy, không phải đơn giản là tâm thần rất là nhiều vấn đề. Và bây giờ mình đang nói thêm một vài cái nữa là gì? Cái nghiện thì bây giờ người ta bộ môn đang hướng đến một cái là nghiện học, nhưng mà bây giờ người ta nói nhiều đến là nghiện chất trước, nghiện chất rồi nghiện game online rồi nghiện tình dục rồi nghiện đủ các kiểu, thấy chưa? Thì khi mà nghiện đủ các kiểu đấy thì người ta cho vào một nghiện học, nhưng mà môn nghiện này chưa nghĩ ra được, chưa gọi là chưa nghiên cứu được một cách đầy đủ về cái nghiện. Nghiện vợ, nghiện chồng, nghiện cô chẳng hạn, nghiện bạn gái chẳng hạn, đấy. Không chịu được, không gặp một hôm là không chịu được, nhớ, khó chịu. Đấy, kiểu đấy. Thì đấy nó là cái nghiện, đúng không? Thì đó là nghiện chung. Cứ học được xong là mình có thể kiểm soát rồi, mình không để bị nghiện, đúng không? Có gì bơ luôn, thấy nó đến bơ. Đấy là nghiện chất thì rõ rồi, đúng không? Cứ cho chất vào thì nó gây lệ thuộc thuốc, rồi thèm thuốc, rồi nếu mà không có chất các thứ thì có cái gì đó rồi những cái khác như game online lúc đấy cái nó kích hoạt cái hệ thống thưởng phạt, thích được thắng, thích được nhận thắng, cảm giác được thế nào hơn người khác, đấy là một mạng nghiện. Còn một ít nữa là người ta nói về động kinh. Động kinh thì đáng nhẽ là bên thần kinh người ta bên thần kinh thì người ta quản lý, nhưng mà không tâm thần cũng nhảy vào quản lý luôn cái động kinh, thì là coi như là hơi bị lấn sân, nhưng mà động kinh cũng có tâm thần. Thế cho nên là chính vì thế trong động kinh nó sẽ có gì, động kinh có dối loạn tâm thần này, động kinh tâm thần, động kinh có dối loạn tâm thần tức là có cơn động kinh cộng động kinh tâm thần, thì là gì? Những cái cơn tâm thần ví dụ cơn về hoang tưởng, cơn về ảo giác, cơn về kích động của tâm thần, cái mang tính chất cơn của động kinh, động kinh tâm thần. Động kinh nó biểu hiện ra bằng cái rối loạn về cơ thể, ví dụ co giật,
tương thuận, cộng thêm với dối loạn tâm thần kèm theo bệnh nhân các hiện tượng lai nhai thứ bảy nhảy bị chỉ tất cả những cái đấy là của tâm thần. Nhưng mà nếu như mà động kinh mà biểu hiện ra bằng các hiện tượng tâm thần thì lúc đó là nha. Thế như vậy là chúng ta thấy là gì, mảng tâm thần nó rộng không, quá rộng luôn, khổ đến ba riêng ba cái đấy đã là nhiều rồi, chưa nói đến là gì miệng với cả là động kinh, biết không? Riêng ba cái nội sinh ngoại sinh tâm căn và động kinh với cả miệng nữa, quá nhiều luôn. Thế chúng ta ra đường chúng ta nhìn phát là thấy hầu như bệnh nhân thậm chí là cũng dễ bị tâm thần, đúng không? Nói thì nói vui đấy, nhưng mà để phân tích khoa học ra thì nó tâm thần, nhưng mà học xong thì phải hiểu hơn về tâm thần. Tôi ngồi với bọn bạn tôi đến bây giờ chúng nó cũng gọi là toàn giáo sư, toàn tiến sĩ cả, thạc sĩ tiến sĩ cả, thạc sĩ thì có phải chúng nó toàn tiến sĩ cả, nhưng mà cứ nói đến tâm thần là chúng nó cười. Vì sao? Vì chúng nó chẳng biết gì nữa. Đấy rất đơn giản như thế, coi như mình bây giờ lúc đấy cứ tưởng ác quy nó cười mình, nó cười bố đó, đúng không? Chả là gì. Đấy là bằng gì? Đấy là mình sử dụng cái năng tâm thần đấy, để tâm thần để mình khống chế đấy, không là mình cứ chế stress, đúng không? Bồi uống rượu suốt ngày nói đến mặt đỏ như điên, như điên đến tâm thần, đúng không? Nhá. Rồi. Thế như vậy là các bạn có một cái khái niệm mở, có một cái tầm